Và sau đây là màn trình diễn của ca sĩ Thái Thùy Linh. Thái Thùy Linh xin chào Hải Phòng. Xin hỏi ở dưới có nhiều rock fan là các bạn nữ không? Nếu có rock fan nữ thì trên sân khấu nữ cũng được quyền hát, ok? Xin cảm ơn rất nhiều và bây giờ sẽ là một ca khúc của ban nhạc Gạt Tàn Đời, Đám Cưới. Và trước khi trình bày phần biểu diễn của mình, Thái Thùy Linh xin được giới thiệu đến tất cả các bạn một ban nhạc mới toanh, mới được thành lập trong chương trình này. Đố các bạn biết cái phần ban nhạc đang trên sân khấu là ban nhạc nào ạ? Không phải Nuranium, đây là một ban nhạc vừa được thành lập. Ban nhạc VKKL. V là Vũ Vẩu. Tên thường gọi là Vũ Móm nhưng trong chương trình này chúng tôi gọi là Vũ Vẩu. Cờ là ai? Cờ là Kiên Cun. Rất đẹp trai. L là ai ạ? Là Linh Bạch Tuyết. Bạch Tuyết là nickname của tôi vừa được đặt xong bởi vì tôi rất trắng. Và người cuối cùng mà tôi xin được giới thiệu ạ, xin tất cả các bạn nữ chú ý ạ, đó chính là Kiên Khổng Lồ. Wow! Kiên ok chưa? Kiên sẵn sàng chưa?